Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chế tạo một cái công cụ có khả năng đo được diode Zener, hay thường gọi là diode Zener. Ở đây mình đo cho các bạn thấy là diode này có thông số là 41 1 v Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành chia sẻ tới bạn cách làm cái công cụ này nhá. Các bạn sẽ kiếm cho mình hai con điện trở, 1k ohm. Đây có thông số vạch màu là nâu đen đỏ. Tiếp theo thì các bạn sẽ kiếm cho mình một cái vỏ của cục sạc điện thoại cũ. Có hai chân dạng tròn nha các bạn. Để mình cắm vào cái đồng hồ vạn năng này cho nó dễ dàng nha các bạn. Mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Cắm vừa khít luôn nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái hai cái chấu của cái vỏ sạc điện thoại này ra ngoài. Và mình sẽ kẹp vào đây và thế này mình làm cho các bạn xem. Trong quá trình làm thì mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nối con điện trở này vào cái chân của cái phích cắm này. Trước khi nối thì mình sẽ lấy thêm một cái kẹp cá sấu đã nối sẵn hai đầu dây như các bạn mình sẽ nối luôn cái sợi dây này vào đây cùng với lại con điện trở bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành đấu nối cho các bạn xem nha ở đây thì mình sẽ sử dụng một hàn thiếc và mình hàn cái đầu mối này cho nó chắc chắn ở hai vế thì mình sẽ hàn hai con điện trở ở hai vế này các bạn có thể nhìn thấy rất rõ khi các bạn xem video này như vậy mình đã nối xong hai con điện trở này vào đây bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành nối dây nguồn cấp điện vào đây nha các bạn Đây mình cũng sử dụng thêm hai sợi dây điện nữa và mình sẽ nối vào đây ở hai đầu của hai cái cực này. Lát nữa thì mình sẽ vẽ sơ đồ cho các bạn sau. Thì cái nguồn điện mình cấp ở đây cho hai con điện trở này là nguồn điện đây tầm khoảng từ 24V. Các bạn có thể cấp nguồn điện từ 100V thì càng tốt. Lát nữa thì mình sẽ giải thích kỹ khi mình vẽ sơ đồ. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái phích cắm đầu kết nối này vào đây Mình sẽ cắm cái đầu kết nối này vào cái đồng hồ vạn năng nha các bạn Trước khi cắm kết nối thì mình sẽ đo nguồn điện cho các bạn thấy Nguồn điện hiện tại mình cấp đang khoảng 26V Đó các bạn thấy đây 26V nha các bạn Bây giờ thì mình sẽ cắm giác kết nối tới đồng hồ vạn năng nha các bạn. Sau đó là mình sẽ bật ở cái đồng hồ vạn năng ở thang đo điện một chiều. Tức là nguồn điện DC. Các bạn chờ một chút, mình sẽ kê cái đồng hồ này lên và mình vặn thang đo cho các bạn xem. Rồi Nguồn điện ở đây đang tới tầm khoảng 26V Nó hiển thị luôn ở trên cái đồng hồ vạn năng này Là nguồn điện một chiều Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mình đo diode cho các bạn xem nhé Ở đây thì mình có khoảng vài con diode Mình sẽ đo thử cho các bạn xem từng loại diode một Ở đây là con Zener Mình sẽ đo cho các bạn xem nhé Vâng, đây là diode 3,8V Nó sẽ có cái thông số ổn định điện áp rơi từ khoảng 3,8V nha các bạn Mình sẽ đảo que đo và mình sẽ đo lại cho các bạn xem Vẫn rơi từ khoảng 3,8V nha các bạn, rất là chính xác Rồi bây giờ mình sẽ lấy một con diode khác Con diode Zener này Sẽ rơi từ khoảng bao nhiêu volt Mình sẽ kẹp vào Vâng các bạn thấy ở đây thì con diode Zener này rơi từ khoảng 15V Mình sẽ thử lại cho các bạn xem nhé Thông số là 15V Như vậy là con diode này là con diode Zener 15V nha các bạn Mình sẽ chọn một con diode khác Mình thử cho các bạn xem Con diode Zener này thì có thông số được từ khoảng 4,1V Mình sẽ thử lại nha các bạn Khi đo diode này Thì mình sẽ thử lại hai lần Để kiểm tra độ chính xác Vẫn hiển thị thông số là 4,1V như vậy là con diode Zener này là con diode ổn áp 4,1V nha các bạn Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một con diode bị chết Và mình sẽ thử cho các bạn xem Diode bị chết thì nó có phân biệt hay không Rồi, mình sẽ kẹp vào nha các bạn Con diode này bị chết rồi các bạn nha Nó thông điện, à, nguồn điện lúc nào cũng cấp là 26V nha Không có thông số thay đổi Tức là con zener này đã bị chết rồi nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ để gọn cái công cụ này sang một bên Và mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ mình vừa vẽ xong Thì tại cái điểm này có nguồn điện 90V cấp vào hai con điện trở 1 kOhm. Đó, Chân P1 và chân P2 này là chân để đo diode zener nha các bạn Đây là con diode zener P1 và P2, mình vẽ ký hiệu vậy thôi Để đo diode zener nha các bạn Cái chân có chữ Volter này Là chúng ta sẽ cung cấp tới nguồn đồng hồ vạn năng nha các bạn Các bạn nhớ là cung cấp đúng cực âm và cực dương nha các bạn chú ý một chút là khi các bạn muốn đo con diode có thông số cao hơn thì các bạn nên cấp nguồn điện cao nhất tầm khoảng 100V để các bạn đo được một số con diode ví dụ như là con diode Zener ổn áp 24V này, 30V này, 36 này. Hoặc là diode Zener 50V. Các bạn nên cung cấp những cái nguồn điện cao nhất vào các bạn thì chúng ta có thể đo được cái giải diode rộng hơn. Mình hy vọng video này sẽ hữu cho bạn trong cuộc sống khi gặp khó khăn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.